Ôi, buổi học ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho cả lớp về phương pháp cân cáp cho hệ thống tủ lạnh. Thì buổi học lý thuyết thì chúng ta đã đi tìm hiểu cáp hay còn gọi là van tiết lưu cố định thì được cấu tạo là một đoạn ống đồng có tiết diện rất nhỏ, do đó rất hay xảy ra hiện tượng bị tắc. Vậy lúc này chúng ta cần phải cân cáp cho hệ thống trong những cái trường hợp nào? Thứ nhất, khi các em thay thế cáp. Thứ hai, khi thay thế động cơ block. Thứ ba, chúng ta thay đổi về một số loại mối chất ga bên trong hệ thống. Thứ tư là từ nhà sản xuất thiết kế lắp đặt một hệ thống tủ lạnh. Đối với phương pháp cân cáp, chúng ta đang có hai phương pháp cân cáp. Đó là phương pháp cân cáp ngoài và phương pháp cân cáp trong. Thì các em nhìn trên sơ đồ đối với phương pháp cân cáp ngoài. Đây là phương pháp cân cáp giữa lốc và cáp sao cho phù hợp và cùng được lắp đặt trong một hệ thống làm lạnh. Lúc này chúng ta kết nối và làm như sau. Nối ống đẩy vào phin. Ống công nghệ tại phin lọc sẽ được nối với đồng hồ áp suất cao, đồng hồ màu đỏ. Khóa đồng hồ ở trạng thái đóng. Cuối phin sẽ được nối với cáp và đầu cáp này chúng ta để hở. Sau đó cấp nguồn cho động cơ block hoạt động. Thì chúng ta thấy động cơ sẽ hút không khí rồi nén đẩy không khí qua cáp với áp suất cao. Đến khi nào các em quan sát vào kim đồng hồ HI, kim đồng hồ dừng lại, không lên được nữa, thì đây chính là giá trị trở lực không khí của block so với cáp. Thì tùy thuộc vào hệ thống chúng ta đang sử dụng loại ga nào, 12, R12, R134 hay R600, vân vân. Thì đối với loại ga R12, R134, các em cân cáp cho thầy đối với tủ 4 sao là từ 100, đối với cân cáp ngoài là từ 175 cho đến 190. Đối với sử dụng R600A thì chúng ta sẽ cân cáp giá trị trở lực của chúng ta cao hơn là từ 100 từ từ 250 cho đến 300 psi. Đối với trường hợp nếu giá trị trở lực của chúng ta mà lớn hơn giá trị quy định đối với tủ 3 và 4 sao thì lúc này các em sẽ thay cáp và tiết diện lớn hoặc là chúng ta sẽ cắt bớt chiều dài của cáp. Đối với trường hợp giá trị trở lực chúng ta đo được mà nhỏ hơn giá trị quy định thì lúc này chúng ta tiến hành thay cáp có tiết diện nhỏ lại. Thì đấy là đối với sơ đồ, đối với phương pháp cân cáp ngoài hay ta còn được gọi là phương pháp cân cáp hở. Thì đối với sơ đồ về phương pháp cân cáp trong thì các em nhìn vào sơ đồ cân cáp trong. Thì đây là cái sơ đồ đối với cái trường hợp là hệ thống đã được lắp đặt hoàn chỉnh. Thầy lấy ví dụ khi trong một cái tủ lạnh chúng ta bị hỏng lốc thì chúng ta sẽ thay lốc. Chúng ta không thể cân cáp hở bởi vì một phần cáp đang nằm chìm trong vỏ tủ lạnh. Do đó chúng ta không thể đào vỏ tủ ra để chúng ta áp dụng phương pháp cân cáp ngoài, mà lúc này chúng ta sẽ áp dụng phương pháp cân cáp trong. Thì đối với phương pháp cân cáp trong thì cũng có cái nhược so với phương pháp cân cáp ngoài là khi nén áp suất cao thì chúng ta thấy không khí ẩm sẽ bị ngưng tụ tạo ra nước tại giàn nóng và khi đó là chúng ta sẽ phải dùng khi nạp ga chúng ta phải dùng phương pháp khử ẩm cho hệ thống. Thì về kết nối hệ thống như sau. Ống đẩy của động cơ block nối với giàn nóng. Cuối giàn nóng sẽ được nối với phin. Ống công nghệ trên phin
được nối với đồng hồ áp suất cao. Lúc này, cuối phin được nối với đầu cáp và qua cáp nối dàn lạnh quay về block. Lúc này đầu nạp ga chúng ta để hở và cũng cấp nguồn cho động cơ block hoạt động. Block sẽ hút không khí nén đẩy lên dàn nóng áp suất cao rồi nén đẩy qua cáp sang bên dàn lạnh. Do cáp có tiết diện rất nhỏ, lúc này kim đồng hồ sẽ báo giá trị áp suất cao bên phía dàn nóng. Chúng ta cũng quan sát trên kim đồng hồ áp suất cao đến khi nào kim đồng hồ dừng lại, không lên được nữa. Thì đây là giá trị trở lực không khí của block so với cáp cộng với dàn lạnh. Thì đối với tủ 3 và 4 sao, thì các em cân cáp cho thầy đối với R134, R12, chúng ta cân cáp từ 190 cho đến 220. Và đối với R600, chúng ta đang sử dụng là từ 300 cho đến 330. Đối với trường hợp khi cân cáp giá trị trở lực mà lớn hơn giá trị quy định, thì lúc này các em xem nhà sản xuất đang để chờ phía đầu cáp hay cuối cáp chúng ta đang để thừa, thì khi đó chúng ta sẽ cắt bớt. Vậy cắt bớt trong phạm vi là bao nhiêu? Thì đối với trường hợp nếu chúng ta chưa biết được tổng chiều dài của cáp, thì các em sẽ phải cắt bớt nhỏ dần. Chúng ta sẽ cắt, ví dụ như thầy thường hay làm, chúng ta sẽ cắt 2/1, 2/1, sau đó chúng ta xem giảm được bao nhiêu bờ xi, thì chúng ta sẽ, sự chênh lệch của chúng ta bao nhiêu, chúng ta sẽ cắt tiếp. Tiếp tục là nếu giá trị trở lực thầy cân cáp mà nhỏ hơn giá trị quy định của tủ 3 và 4 sao, thì lúc này chúng ta cũng không thay thế được do cáp đang nằm chìm trong vỏ. Chúng ta nên dùng phương pháp là nối thêm cáp. Thì đấy là đối với trường hợp cân cáp ngoài. Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn trực tiếp cho các em quan sát quá trình cân cáp. Để cân cáp, thì đầu tiên các em cần chuẩn bị là cáp thước kẹp, dao cắt cáp, hoặc là nếu không có dao cắt cáp thì chúng ta có thể sử dụng kéo kim và chúng ta sử dụng là đồng hồ áp suất. Chúng ta sử dụng bộ đồng hồ áp suất và không thể thiếu đó là block. Vậy đầu tiên thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta về phương pháp cân cáp ngoài. Lúc này thầy đang có một cái động cơ block. Thì động cơ block thì thứ nhất là thầy sẽ cân cáp để các em nhìn vào hai động cơ block. Một, động cơ block thì về thông số của động cơ thì thầy đang có động cơ với thể tích dung tích xi lanh là đầu 53. Đối với một động cơ block thì thầy đang có thể tích dung tích xi lanh đầu 70 để chứng minh cho các em thấy là đối với cân cáp thì chúng ta sẽ làm như thế nào. Bước 1, thầy sẽ sử dụng một cái đoạn cáp thầy đã hàn cho chúng ta. Thì đầu tiên thầy sẽ sử dụng một cái cáp. Thứ nhất là cáp của thầy có chiều dài là 1,6 mét và cáp 1,6
1,8. Tiết diện ngoài là 1,8. Tiết diện ngoài là 1,8. Thì buổi hôm trước thì chúng ta đã học về thước kẹp của thầy đang là 1,8. Thì lúc này thầy sẽ cân cáp đối với động cơ sử dụng đầu là 53. Thầy lắp rơ le khởi động bảo vệ. Thầy sử dụng một dây đồng hồ kết nối ống đẩy của động cơ. Kết nối ống đẩy của động cơ. Với phim. Ống công nghệ. Được nối với đồng hồ áp suất cao. Khóa đồng hồ HI đóng. Lúc này chúng ta tiến hành cấp nguồn cho động cơ. Và dựa vào đồng hồ kẹp dòng. Và khi cấp nguồn thì các em sẽ quan sát vào kim đồng hồ. Đến khi nào kim đồng hồ dừng lại, không lên được nữa, thì đây chính là giá trị trở lực của động cơ block so với cáp. Như vậy, các em nhìn vào đây thì giá trị của thầy đang là 300 bc. Như vậy nếu động cơ block và cáp này thầy đưa vào trong hệ thống sử dụng ga 134 thì đang trở lực quá lớn. Lúc này nhiệt độ đạt được thấp nhưng năng suất thì bị giảm. Thì lúc này thầy sẽ phải thay cáp có tiết diện lớn hơn. Nhưng nếu cáp và block với giá trị trở lực này thì thầy có thể lắp vào cho hệ thống đang sử dụng R600A. Như vậy thầy sẽ thay cáp có tiết diện lớn hơn. Thì bây giờ thầy sẽ tiến hành thay một cái cáp có tiết diện lớn hơn. Nhưng các em cần phải lưu ý, thầy sẽ thay một cái cáp, nhưng cũng là cáp 1, thầy sẽ thay một cái cáp cũng là cáp 1,8. Đây là cáp 2, thầy sẽ thay một cái cáp 1,8. Thì chúng ta thấy là cuộn cáp này của thầy, cuộn cáp này cũng là 1,8, nhưng giá trị của thầy đang là 2,5 m. 2,5 m thì chúng ta nhìn vào thì rất đơn giản, là nhiều em hỏi là muốn biết được là chiều dài thì chúng ta, một là chúng ta duỗi ra, hai chúng ta đo vòng tròn, rồi chúng ta sẽ tính là bao nhiêu khoanh, chúng ta cũng sẽ ra được cái giá trị là chiều dài. Nhưng cùng là 1,8 là tiết diện, chúng ta đo được tiết diện ngoài, nhưng tiết diện trong thì hoàn toàn thiết kẹp chúng ta không đo được do cáp có tiết diện rất nhỏ. Thì chính vì vậy là chúng ta cũng phải quan sát cả vào tiết diện bên trong để chúng ta thay thế. Nếu giá trị trở lực mà đạt nhưng mà chúng ta thay cáp quá dài thì quá trình tuần hoàn của chúng ta bị chậm. Lúc này năng suất của chúng ta cũng sẽ không đạt được. Nhưng nếu mà bây giờ chúng ta thay mà cáp có tiết diện nhỏ thì nó ngắn. Ngắn thì tiết diện nhỏ thì khả năng tắc của chúng ta cao.
Thế nên thông thường thì đối với hệ thống tủ lạnh thì nhà sản xuất thường dùng cáp với cái chiều dài cũng chính là bằng đối với trở lực trong cái phạm vi là từ 1,9 m cho đến khoảng 2,5 m. Thì thầy cũng đã thay cáp 1,8. Nhưng chúng ta thấy cáp 1,8 nhưng tiết diện trong của thầy nó lớn hơn. Thì chúng ta các em quan sát đến khi nào kim đồng hồ dừng lại ở đây. Thì các em thấy là gì ạ? Giá trị trở lực lúc này đang là 175. Đấy, xin soát 175. Và như vậy thầy có thể lắp đối với cáp và lốc. Đây là 170. Chúng ta sẽ cân cáp 1-2 lần. Để đảm bảo đối với các cái cặn bẩn ở trong cáp này của chúng ta sẽ thổi ra, độ chính xác là sẽ cao. Đối với quận cáp này thì thầy đạt là 170. Như vậy 170 thì chúng ta lắp vào trong tủ lạnh sử dụng, đó là gì ạ? Sử dụng ga 12 và 134 thì chúng ta cũng đạt được đang ở trực lực trở lực là nhỏ. Thì lúc này năng suất làm lạnh của chúng ta đó diện đạt nhưng nhiệt độ thì không sâu, nhưng nó sẽ với cái giá trị là ta lấy cái giá trị dưới là từ 175 đến 190 thì với 175 thì ở đây đang thiếu, các em có thể là nối thêm hoặc là chúng ta để nguyên. Như vậy thì chúng ta thấy là độ lạnh không sâu nhưng sẽ nhẹ tải cho động cơ. Nhưng bây giờ cùng là đối với chúng ta để ý cùng là đối với đầu lốc là 53, các em cân cáp đối với cáp 1,8 dài 2,5 m, thầy đạt là 170 psi. Bây giờ thầy sẽ sử dụng một động cơ bờ lốc với thể tích dung tích xi lanh của thầy đang là đầu 70 so với đầu 53 thì như thế nào, để các em thấy được tại sao là khi thay thế động cơ chúng ta sẽ kiểm chứng lại đối với phần thay thế động cơ. Chúng ta không thể nhìn vào hình dạng bên ngoài để chúng ta thay thế, mà chúng ta lúc này chúng ta sẽ phải nhìn vào thể tích dung tích xi lanh. Thầy tiến hành cân cáp đối với cáp với tiết diện 1,8 dài 2,5 m, đối với lốc đầu 70 thể tích dung tích xi lanh là 70 cm³. Như vậy các em nhìn vào đây thì chúng ta thấy giá trị trở lực khi cân cáp
Thì đối với lốc công suất lớn hơn thì thầy đang đạt được là 180. Thì các em nhìn vào đồng hồ thì chúng ta thấy này, 150 này. Thì trong đó là hai vạch là 160, 170, 180. Thì đối với trở lực của thầy đang là 180. Thì 180 thì lúc này chúng ta sẽ đưa vào tủ sử dụng ga là R134 hoặc là R12. Nhưng nếu chúng ta đưa vào sử dụng là R600 thì năng suất làm lạnh của chúng ta không đạt được. Thì nếu một đầu 70 và đầu thầy sẽ sử dụng một động cơ block đầu 71 thì chúng ta thấy nếu thể tích dung tích xi lanh chúng ta chênh lệch nhau ít thì các em sẽ quan sát vào thì chúng ta sẽ thấy chúng ta thay thế động cơ block nó như thế nào và cân cáp như thế nào. Bây giờ cũng là một cái cáp nhưng thầy sẽ đổi lốc. Thì các em nhìn thầy đang có lốc là EE71IN-E. Thì đây chính là lốc của thầy đang là lốc đầu 71. Đây là thể tích dung tích xi lanh. Các em thấy giá trị trở lực của thầy so với đầu 70 và so với đầu 53 thì thầy đang đạt được là giá trị trở lực đang là 200. Thì chúng ta quan sát ở đây chúng ta thấy là 200. Thầy cân lại, thầy xả hết áp đi này, thì chúng ta sẽ tiến hành cân lại. Thì trong 3 lần thì thầy vẫn đạt được là 200 là giá trị chuẩn. Thì đối với động cơ block thì sau khi thầy đã cân cáp thì chúng ta sẽ kết luận, các em kết luận và lưu ý một số vấn đề trong cái quá trình cân cáp đối với phương pháp cân cáp ngoài như sau. Một là đối với cân cáp thì thầy vừa nhắc đầu giờ rồi, đó chính là khi cân cáp đây là cái phương pháp áp dụng khi mà chúng ta thay cáp, thay lốc, lắp mới, thay đổi về một số loại ga bên trong hệ thống. Vậy cân cáp thì thứ nhất là sau khi cân cáp thì cả lốc cả cáp cùng được đưa vào trong một hệ thống. Lưu ý tiếp theo là khi cân cáp chúng ta dựa vào, thường khi thay thế cáp thì chúng ta sẽ dựa vào chiều dài, tiết diện tương đương, sau đó áp dụng phép cân cáp. Trong đó tiết diện chúng ta chỉ đo được tiết diện ngoài, còn đối với tiết diện trong thì chúng ta lại không đo được. Lúc này chúng ta chỉ có quan sát hoặc sử dụng một số các cái thiết bị đo về trở lực. Thì khi đó là thầy nhìn vào đây thì thầy thấy là cùng là tiết diện
bên ngoài là cấp 1,8 nhưng mà tiết diện trong của thầy là tiết diện khác nhau. Do đó thầy thường hay dựa vào chiều dài và dựa vào tiết diện tương đương chúng ta sẽ cân cáp. Lưu ý tiếp theo là chúng ta cân cáp thì chúng ta sẽ dựa vào, quay lại về phần bài động cơ block thì chúng ta sẽ dựa vào thể tích dung tích xi lanh. Thì đối với thể tích dung tích xi lanh, nếu thể tích dung tích xi lanh càng lớn thì lúc này lốc khỏe thì chúng ta sẽ cân cáp thì giá trị trở lực của thầy cũng sẽ lớn hơn đối với lốc nhỏ. Thì chính vì vậy là khi cân cáp xong cả lốc cả cáp, các em nhớ là đều đưa vào trong một cái hệ thống làm lạnh. Thì chúng ta có thể dựa vào phép cân cáp để chúng ta biết được, một là cáp trong hệ thống của chúng ta có bị tắc một phần hay không, có bị tắc hay không. Thứ hai, dựa vào phép cân cáp, chúng ta có thể chọn mua lốc sao cho phù hợp với dung tích của tủ. Thì đây là phép cân cáp ngoài. Còn đối với khi mà cáp thừa, thì buổi học hôm trước chúng ta đã hướng dẫn về cắt cáp. Thì các em sẽ dùng dao cắt hoặc dùng kéo, các em tiện. Sau đó chúng ta sẽ dùng kim, chúng ta bẻ. Không được phép là cắt đứt. Nếu chúng ta sẽ cắt đứt thì tiết diện của chúng ta sẽ bị bẹp. Thì đấy là phương pháp chúng ta sẽ cắt cáp. Thì sau đây là thầy cũng sẽ hướng dẫn chúng ta sẽ đi vào hệ thống của tủ lạnh. Chúng ta sẽ áp dụng phép cân cáp trong.